Đây là một câu chuyện có thật. Một người đàn ông, tạm gọi là anh N, 42 tuổi, vừa vào viện cấp cứu, anh ta nói với y tá rằng anh ta đến đây để sinh con mặc dù không mang thai. Xin lỗi, thế nhưng mà cái gì cơ? Thì đấy, bạn không nghe nhầm đâu. Người đàn ông đó mắc phải chứng ảo tưởng tâm thần. Thế nhưng không chỉ có vậy, điều gì đó đang diễn ra bên trong cơ thể anh ta, bắt nguồn từ thói quen ăn uống mà nhiều người Việt Nam mắc phải. Thế nhưng hãy để tôi kể cho bạn nghe đầu đuôi của câu chuyện. Anh N và vợ là Sarah đang phải thắt lưng buộc bụng vì kinh tế có phần eo hẹp. Trước đó nhiều tháng thì anh N đã tất tay vay một khoản to để mua một xưởng rửa xe. Hợp đồng chốt xong thì bỗng dưng những chiếc xe đang đỗ trong xưởng lăn bánh đi mất. Có vẻ như ai đó đã thuê mấy chủ xe này giả làm khách hàng để xưởng rửa xe trông có vẻ đông khách hơn. Chủ cũ đã ôm tiền chạy mất. Lần mò trên mạng thì anh N mới biết là xưởng sửa xe này đã bị review rất tệ. Thế nhưng mà không hiểu sao các đánh giá đều bị ịp đi. Vậy là từ lúc tiếp quản, xưởng rửa xe của anh N lúc này cũng vắng như chùa Bà Đanh. Thế nhưng mà nợ thì tháng nào cũng phải trả. Mà vợ của anh, Sarah, đi làm ở công ty, lương cũng chỉ 3 cọc 3 đồng. Tuyệt vọng, anh N cố gắng cắt giảm chi tiêu hết mức có thể. Đó là lúc mà anh nảy ra ý tưởng tiết kiệm tiền ăn bằng cách chỉ ăn mì ăn liền. Anh đã trải qua quãng thời sinh viên hoặc nhiều người độc thân đi làm bận rộn, hẳn đều trải qua những giai đoạn ăn mì tôm, trường kỳ kháng chiến. Thế nhưng mà người đàn ông này lại càng ăn càng thấy đói. Lý do là bởi mì ăn liền chủ yếu là carbon, hydrate, thiếu chất xơ nên là cơ thể tiêu hóa chúng rất nhanh, khiến bạn bị đói nhanh hơn. Rõ ràng, mục tiêu ban đầu là tiết kiệm tiền. Thế nhưng mà người đàn ông này bắt đầu ăn tận 4 pound, tức là gần 2kg mì tôm mỗi ngày. Thế rồi một đêm, anh chồm dậy, vã mồ hôi lạnh và bảo vợ rằng anh đã nói chuyện với bản thân mình ở một dòng thời gian khác. Mỗi tội là ở dòng thời gian này, anh lại kết hôn với chị gái của vợ mình cơ. Dần dần, đêm nào anh cũng mất ngủ, nhìn chừng chừng vào khoảng không. Thế nhưng sáng ra thì anh lại không còn nhớ gì nữa. Hai vợ chồng chỉ nghĩ chắc là do bị căng thẳng quá độ. Thế nhưng rồi cảm giác châm chích ở ngón tay bắt đầu xuất hiện. Đó là vấn đề của dây thần kinh, chứ không phải là stress. Đi bệnh viện khám thì anh N được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu, nghĩa là anh có rất ít tế bào hồng cầu hơn người bình thường. Kích cỡ của chúng cũng không đồng đều. Rồi, chuyện gì xảy ra nếu như chúng ta bị thiếu máu? Đầu tiên, bạn cần biết rằng máu đưa oxy đi nuôi dưỡng khắp cơ thể. Vậy thì thiếu máu khiến cho cơ thể không được cung cấp đầy đủ dưỡng khí, gây ra cảm giác mệt mỏi và kiệt quệ. Thế nhưng anh N bị thiếu máu cực kỳ trầm trọng. Bác sĩ không hiểu nổi máu đã đi đâu trong khi bệnh nhân không có vết thương lớn nào ngoài da cả. Sau khi Sarah kể về chế độ ăn thuần mì tôm, bác sĩ quyết định nội soi. Và kết quả khiến họ tá hỏa. Niêm mạc ruột của chúng ta có sợi lông nhỏ hình ngón tay được gọi là nhung mao. Ruột hấp thụ chất dinh dưỡng và nước từ thức ăn. Các nhung mao tăng diện tích bề mặt ruột non, nhờ đó mà chúng ta hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Hơn thế nữa thì trên tất cả các nếp gấp của niêm mạc ruột non còn có vô số vi nhung mao. Đúng như tên gọi, chúng nhỏ hơn nhung mao rất nhiều. Mỗi mm vuông ruột non có khoảng 200 triệu vi nhung mao. Các bác sĩ tưởng rằng sẽ phát hiện ruột của bệnh nhân bị xuất huyết nặng, thế nhưng không, dường như các nhung mao đã biến mất. Nghĩa là anh N không bị thiếu máu vì xuất huyết, mà là do thiếu dinh dưỡng vì ruột không hấp thụ được chất dinh dưỡng từ thức ăn. Đó là lúc mà các bác sĩ nghĩ đến chế độ ăn thuần mì tôm của bệnh nhân. Họ bèn lấy soi mẫu tế bào ruột của anh N dưới kính hiển vi và phát hiện ra rằng tế bào bạch cầu đã xâm chiếm khắp nơi. Như thể là hệ miễn dịch đang tấn công chính ruột của người bệnh vậy. Từ tất cả những manh mối đó, các bác sĩ kết luận rằng người đàn ông này mắc bệnh celiac, đại loại là dị ứng với gluten, một dạng protein thường được tìm thấy trong nhiều loại bột, ngũ cốc như là lúa mì, lúa mạch, yến mạch, không cho phép cơ thể hấp thụ gluten. Đó là nguyên nhân vì sao mà anh ta bị thiếu máu và hoang tưởng. Thế nhưng bi kịch mà bạn không ngờ tới là ở đây này. Celiac vốn là một bệnh di truyền. Người mắc căn bệnh này có một gen đột biến, giải thích nôm na là khi tiếp xúc với gluten, đột biến này khiến cho hệ miễn dịch hiểu nhầm là có mầm bệnh, khiến hệ miễn dịch tấn công ruột, phá hủy các nhung mao, cản trở hấp thụ chất dinh dưỡng, khiến cho cơ thể bị suy nhược. Và anh N đã tống vào cơ thể hàng đống gluten từ hàng trăm kilo mì tôm mà không hề biết mình bị dị ứng gluten. Đến đây thì bạn đừng nói rằng là ôi dào, thế thì đây chỉ là trường hợp thiểu số, trường hợp cá biệt thôi đâu. Nghe thì có vẻ khá xa lạ. Thế nhưng mà celiac lại là căn bệnh khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Nó có thể xuất hiện ở tất cả mọi lứa tuổi, giới tính với những biểu hiện không giống nhau. Ước tính cứ 100 người thì lại có một người bị ảnh hưởng. Cách khắc phục là phải kiêng gluten trong chế độ ăn uống. Thế nhưng kể cả khi đã hạn chế
thì đến một nửa số người mắc vẫn xuất hiện triệu chứng. Còn nếu mà bạn tự tin rằng mình không có vấn đề gì với gluten, thì hãy đến với một câu chuyện có thật khác của một sinh viên 18 tuổi ở Đài Loan. Áp lực học hành thi cử thì chắc là các bạn không xa lạ gì đúng không nào? Từ thời trung học, chàng trai này ngày nào cũng học đến tối khuya, mà khuya thì hay đói bụng, đêm hôm thèm ăn thì món nhanh nhất, dễ làm nhất, lại ấm bụng nhất, chỉ có mì tôm thôi. Cứ thế cho đến khi mà chàng trai vào đại học, ăn mì tôm đã trở thành thói quen ngấm vào máu, gần như là bữa nào cậu ta cũng ăn mì tôm. Sau 4 năm làm bạn với mì gói nước sôi, chàng sinh viên bắt đầu thấy buồn nôn, đầy hơi và đau dạ dày. Đến lúc không thể chịu đựng được nữa thì cậu được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lúc này thì gia đình mới biết là con trai đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn 4. Cơ hội sống sót là vô cùng thấp. Sau 1 năm chiến đấu thì chàng trai đã không qua khỏi. Gia đình bắt đầu tự hỏi rằng có mối liên hệ nào giữa việc ăn mì ăn liền và số phận của con trai họ hay không. Trong nhiều năm qua thì đã dấy lên rất nhiều lo ngại về tác hại của việc tiêu thụ mì tôm. Thế nhưng sự thật là gì? Có thật là mì tôm gây hại hay chỉ là lời đồn thổi dìm hàng? Những người ủng hộ mì tôm thường nhắc đến người đàn ông này. Vào năm 2013, tờ Korean Time cho biết là ông Park, 84 tuổi, đã sống bằng mì ăn liền trong suốt 41 năm. Theo đó thì từ năm 1972, ông đã bắt đầu ăn 3 bữa chỉ toàn mì tôm thôi. Sau khi bị bệnh dạ dày và nôn mửa sau khi cho bất kỳ đồ ăn nào vào miệng. Một hôm thì ông ăn mì tôm thì thấy không bị nôn mửa nữa, bụng dạ còn dễ chịu hơn. Thế là từ đó ông chỉ ăn mì tôm mỗi ngày thôi. Thế nhưng kỳ lạ là các bác sĩ cho biết sức khỏe của ông không có vấn đề gì cả. Ok, có thể bản thân mì tôm không có vấn đề, thế nhưng mà cách đóng gói thì sao? Cốc đựng mì tôm được làm từ styrofoam, bên trong được tráng một lớp sáp. Nếu để ý kỹ thì bạn sẽ thấy sau khi đổ nước nóng vào cốc mì, một lúc sau sáp sẽ nổi trên mặt nước. Hoặc nếu để cốc mì nguội lạnh, một lớp sáp như váng mỡ sẽ nổi lên trên. Bản thân của sợi mì cũng được tráng một lớp sáp để sợi mì không đóng bánh lại khi đổ nước nóng vào. Hãy lưu ý rằng Tổ chức Nông lương Thế giới có cho phép sử dụng chất này với hàm lượng 100mg trên 1kg. Tin tốt là nó không làm cho bạn bị ung thư, thế nhưng nó có thể bám vào thành ruột, gây ra nhiều vấn đề tiêu hóa như là táo bón, đầy bụng. Nó còn cản trở hoạt động trao đổi chất của cơ thể, khiến chất béo tích tụ và gây béo phì. Do đó, mà lời khuyên là hãy ăn mì canh cách ra một chút, vì cơ thể sẽ cần thời gian để làm sạch lớp sáp này. Một lý do khác để bạn giãn cách lịch ăn mì là vì chúng mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Một nghiên cứu của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts của Mỹ đã thực hiện cho thấy 2 tiếng sau khi ăn, mì tôm vẫn còn nguyên sợi trong bụng của chúng ta. Do đó, mà bộ máy tiêu hóa của chúng ta phải làm việc cật lực gấp nhiều lần so với bình thường. Rồi, tiếp theo hãy nói về thứ bị coi là tồi tệ nhất trong mì tôm. Đó chính là muối. Ai cũng biết là ăn quá nhiều muối có thể dẫn đến cao huyết áp, bệnh tim, đột quỵ, suy thận và nguy cơ ung thư cao. Ngoài ra thì người ta còn lo ngại về dầu ăn hoặc mỡ dùng để chiên mì tôm. Theo lý giải của các bác sĩ chuyên khoa, khi nhiệt độ cao, vitamin A, E và một số chất dinh dưỡng trong dầu sẽ bị phá hủy gần hết, thậm chí là sinh ra các độc tố. Các chất này khi vào cơ thể cùng thức ăn sẽ phá hoại các men tiêu hóa, phát sinh ra các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nhịp tim chậm, huyết áp tăng cao, vân vân. Nếu dầu mỡ dùng để chiên mì tôm được tái sử dụng đi tái sử dụng lại nhiều lần thì các chất độc tố sẽ càng sinh ra với hàm lượng nhiều hơn, gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vậy thì chốt lại là có nên ăn mì tôm hay không? Thì câu trả lời là tùy bạn. Không thể phủ nhận là mì ăn liền là thực phẩm tiện lợi, vừa túi tiền. Và nói thật là lúc đói tôi thấy ăn mì cũng ngon ra phết. Thế nhưng mà thời buổi này bạn biết đấy, họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Cái gì tốt đến mấy ăn quá nhiều cũng có hại cho sức khỏe, đừng nói chi đến mì tôm. Nếu có thể thì hãy ăn có chừng mực thôi, nên ăn đủ thịt cá, tôm, rau củ và xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực vận động, chứ đừng ngồi lì ở nhà ăn mì cày phim thế nhá.